Xin được tiếp tục với một con số đáng chú ý khác. Gần 75% người trưởng thành ở Việt Nam có tài khoản ngân hàng. Nhưng mà theo tổ chức nghiên cứu thống kê Statista thì mới có 5% người trưởng thành sử dụng thẻ tín dụng. Con số này cho thấy là thị trường thẻ tín dụng thì còn rất là nhiều dư địa để phát triển ở Việt Nam. Và các ngân hàng họ cũng đang tìm cách để có thể thu hút được người dùng. Thường xuyên mua sắm, chị Vân đã từ lâu không còn thói quen trả bằng tiền mặt, thay vào đó là dùng thẻ tín dụng. Với chị, thẻ tín dụng là cứu cánh cho những ngày chưa nhận lương. Các ngân hàng thì hay có chương trình hoàn tiền giảm giá. Ví dụ như tôi đi mua sắm siêu thị này, đóng học cho con hay đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện thì đều được hoàn tiền khoảng 5 đến 8% gì đấy, mà có tháng tôi được hoàn đến tận 600.000 liền ấy, nên là tôi rất là thích. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại thẻ, mỗi sản phẩm thẻ tín dụng thường hướng tới một đối tượng người dùng khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và thói quen chi tiêu của từng nhóm. Nhưng ngân hàng này đã cho ra mắt 4 dòng thẻ mới để gắn kết các thành viên trong gia đình, cho phép hoàn tiền tới 1 triệu đồng khi mở mới và chi tiêu thẻ. Chúng tôi tìm hiểu các cái phong cách sống cũng như nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, từ người cha, người mẹ tới những người con của trong một cái gia đình đó. Và những cái thẻ của SHB cũng mang lại những cái trải nghiệm khác nhau, từ trải nghiệm cao cấp cho tới những cái trải nghiệm có những cái sự ưu đãi hoàn tiền rất là phù hợp với nhu cầu của những người thích mua sắm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái trải nghiệm dành cho những người mong muốn được thường xuyên du lịch và sử dụng thẻ rất là tiện lợi với những cái ưu đãi đặc quyền riêng. Ngân hàng nhà nước chỉ có các chủ trương định hướng trong cái việc tiết giảm chi phí hoạt động để mà giảm lãi suất và yêu cầu các cái tổ chức tín dụng thực thi nghiêm túc các yêu cầu này, cũng như là các cái phí dịch vụ đối với các cái loại tầng lớp tiêu dùng và đặc biệt đối với các cái nhóm và người sử dụng an sinh xã hội để mà có thể tăng cường cái thanh toán không dùng tiền mặt. Để tạo thuận lợi cho người dùng, nhiều ngân hàng có hình thức trích nợ tự động ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Cách này giúp người dùng tránh tình trạng nợ quá hạn thẻ, bị tính lãi suất cao. Ngoài ra, ngân hàng nhà nước cũng đã có cơ chế cho phép mở thẻ trực tuyến, không cần ra ngân hàng.